Nếu mà nói trần gian này tình ái khổ hay vui? Giờ trả lời thiệt là tình ái khổ hay vui? Không ai mà dám nói là tình ái vui hết đúng không? Như vậy mà chúng ta muốn thoát hay là chưa? Mình nói là mình muốn thoát hay chưa? Đó, tôi nói là thậm chí tôi nói là những vợ chồng đã từng chung sống với nhau nhiều năm, nhưng mà người gần gũi với nhau là phải nó làm khổ với nhau nhiều nhất, đúng không? Chứ không có bà chồng sớm nào lại làm khổ mình nhiều hơn bà xã. Đó, không có cái ông chồng sớm nào lại làm khổ mình hơn ông chồng. Không có ông chồng là người thân cận gần gũi làm đau khổ mình nhiều nhất. Nhưng mà bây giờ mình muốn thoát ra chưa? Vẫn chưa thấy nó có nhiều cái ràng buộc mà khiến mình không thể thoát được, ví dụ vậy. Thì để thấy rằng là chúng ta chưa chịu thoát. Cho nên chừng nào mà chúng ta chưa chịu thoát rồi, cái Đức Phật đưa tay chớ mình. Còn lý do mình chưa chịu thoát cho nên là khổ Đức Phật cũng biết, cũng thấy, chưa bỏ rời. Coi như là bao nhiêu cái khổ vui chúng ta là Đức Phật đều thấy, đều biết. Nhưng mà Đức Phật tôn trọng mình lắm. Tại vì mình đang thích dục thì Đức Phật cho nếm dục. Và dục ở phía trước thì ở mặt trái thì mặt phải nó là cái gì? Là khổ. Cho nên không phải chấp là khổ đâu, mà phải nói là dục là khổ. Hồi xưa chúng tôi nói là nghe cái bài mà chấp là gốc của đau khổ, tôi thấy chưa? Dục. Dục. Nhưng mà thực sự nó không có chấp thì nó không sanh dục, nó không chấp ngã thì không thành sanh dục được. Cho nên từ cái chấp ngã cho nên mới sanh cái vị kỷ. Từ sanh cái vị kỷ cho nên sanh cái dục vọng. Sanh dục vọng nó mới sanh cái bảo thủ. Đó, thì bốn cái này sanh ra thì vướng ở trần gian này không có lối thoát. Cho nên là Đức Phật thấy, Đức Phật biết rất là rõ mọi cái sinh hoạt của chúng ta, nhưng mà Đức Phật rất là tôn trọng. Cho nên đến một lúc nào á mà tất cả cái tâm của chúng ta đều hướng về cái đạo giác ngộ giải thoát thì Phật sẽ mở toang cánh cửa rộng thênh thang cho mình đi. Cửa đó là lúc nào cũng mở. Còn cái đường địa ngục thấy vậy chứ nó cũng hẹp lắm á nha. Vậy mà cũng chen xuống. Đó, cái cõi ngạ quỷ, cái đường nó cũng hẹp lắm mà cũng chen vô. Cái đường đó là Đức Phật cũng muốn đóng rồi, nhưng mà lâu mình cũng cạy cửa mình chung vô. Đó, Phật Bồ Tát là coi như đóng ba cái cõi ác rồi, nhưng mà mình đợi mình sơ hở cái mình chung vô. Chung vô rồi vô đó là ngồi khóc rồi than. Đó, nhưng mà tới đó nếu mà chúng ta muốn thoát thì vậy là Đức Phật cũng tạo cơ hội để cho chúng ta thoát. Tại vì không có lúc nào Đức Phật không thấy mình. Cho nên đó là ở trong cõi người này, mà nếu như ngay đây chúng ta hiểu được cái con đường giác ngộ giải thoát, nó sẽ cởi mở, nó tháo gỡ, nó phá vỡ những cái bế tắc, những cái vướng mắc ở trong tâm thức cũng như là trong đời sống cá nhân mình. Và mình quyết lòng đi theo con đường đó thì từng bước chúng ta thấy phía trước nó thênh thang. Rõ ràng là khi hướng thượng nó thênh thang lắm, mà hướng hạ rồi phải móc từng cục đất để chung. Đúng không? Cái này thấy rõ, hướng thượng cái là một bầu trời mênh mông liền. Nhưng mà chúng ta không hướng thượng, chúng ta hướng hạ nó cũng cực lắm. Bây giờ mà tiếp tục phải đi vào con đường sanh tử là chúng ta tưởng tượng chứ tiếp nối những cái khổ đau, những cái chật vật sắp tới chứ không có mở toan. Cái này mà nếu mà những người Việt gốc sư sẽ hiểu nhiều hơn. Những người mà không ở trong chùa nữa mà bước ra thì nếu có mùi này là mấy người đó là kinh nghiệm nhiều hơn á. Thấy rõ ràng một con đường thênh thang rộng mở khác và một con đường chật vật để sinh nhai thôi, nó cũng đã khác. Chưa nói tới những cái chuyện quan hệ khác. Thành ra là nếu mà chúng ta biết được cái con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật rồi á, và có một cái ý thức sâu về cái chuyện sinh tử, và sâu nơi lòng của chúng ta nó chán ngán, nó sợ hãi và không muốn tiếp tục nữa. Chúng ta phải dùng ba cái là gọi là vừa chán mà vừa sợ hãi. Chứ còn nếu mà không chán vẫn còn thích thì sợ hãi không sinh ra, đúng không? Mình nhìn thấy cái cuộc diện sinh tử luân hồi, nếu mà nghiệm đi một đời này của mình thôi chứ đừng nói mấy đời khác, thì từ lúc chúng ta sống cho tới giờ phút này, để lên bàn cân cân thì khổ nhiều ha, vui nhiều.
Và như vậy là muốn tiếp nối đời sau nữa không? Đó, mình phải tự đặt lại với mình như vậy để mình thấy rằng là nếu bây giờ tiếp nối đời sau nữa thì tiếp tục nếm cái mùi thương đau nữa, chứ có thêm được cái gì đâu. Mà cái phước chúng ta còn trở lại làm người, nếu đời sau mà chúng ta hơn bây giờ thì cũng tạm có thể chấp nhận đi, đúng không? Nhưng mà đời sau chưa chắc chúng ta hơn bây giờ. Không ai biết chắc được điều này. Cho tới một ngày nào mà chúng ta thực sự biết chắc thì lúc đó mới nói chuyện sao. Còn bây giờ rõ ràng là phía trước mù mịt. Mù mịt nhưng mà muốn đi. Bây giờ hỏi lại coi chúng ta, những cái ham muốn của chúng ta trong cuộc đời này, chúng ta có thấy trước là ngày mai sẽ ra chuyện gì, ngày kia sẽ ra chuyện gì không? Đúng, ai biết đâu. Vậy mà vẫn muốn. Đang tu mà muốn làm cái gì đó. Đúng không? Thì rõ ràng là trong cái muốn mù mịt, và muốn mù mịt này thì chắc chắn là sẽ có cái giá của nhân quả mù mịt thôi. Không thể nào tránh được điều này. Cho nên đó là với một người sống bình thường, nên tôi nói là một người sống bình thường như mình ở đây, đến một cái ngày mà chúng ta thực chán ngán cái sanh tử này. Nói tới sanh tử là mình chán tới ốc o, nổi da gà đó mới gọi là chán thiệt. Là không muốn đi lanh quanh lẩn quẩn trong này nữa, sáo nẻo thì kệ, sáo nẻo đi, cái này nó không phải con đường của mình đi. Con đường của mình đi là con đường của Thánh Hiền. Con đường của mình đi là con đường vượt thoát tam giới này. Và như vậy là vừa chán ngán mà vừa sợ hãi, không muốn trở lại nữa. Giống như Đức Phật nói sao? Cái người mà xuất gia là rời bỏ trần gian, giống như là một người mà đã khạc nhổ miếng nước bọt dưới đất. Nghe chưa? Vậy mà quay lại liếm á. Đúng không? Tức là dục lạc cái trần gian là phải dứt bỏ, giống như là khạc miếng nước bọt nhổ xuống đất rồi, đừng có quay lại để liếm nữa, thấy ớn quá. Nhưng mà nhiều người vẫn thấy cái hương vị của nó, cho nên là muốn nếm để mà lấy cái hương vị trần gian gì đó. Thì rõ ràng là với cái người này Đức Phật xem như là gì, ngu si điên đảo rồi. Và chúng ta ở tầng nào? Chúng ta đang ở cái tầng này. Cho nên là Phật nhiều khi quở mình, nó giống như đánh đòn nhưng mà mình chưa có tỉnh. Đó, cho nên là đối với cái dòng sinh tử luân hồi của lục đạo, luân hồi dòng lục đạo luân hồi này thì Đức Phật luôn luôn có mặt. Đừng nghĩ là lúc nào không có Đức Phật là chúng ta sai. Và như hồi trước chúng tôi nói là ai mà có thiện căn lớn thì người đó đủ lòng tin ở trong cái đời sống này của mình. Từng bước một, từng cái suy nghĩ nhỏ của mình Đức Phật đều thấy, đều biết. Tin như vậy để làm cái gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái chỗ tựa về tinh thần rất là vững vàng. Chúng ta nghe nó ấm áp mỗi khi mà mình cảm giác là mình không có ai bên cạnh mình, cô đơn, mình cô độc, mình gì đó. Xã hội có thể bỏ mình, thậm chí người thân mình có thể bỏ mình. Nhưng mà Phật Tổ chưa bao giờ rời mình, ở đây dùng cái từ là luôn theo họ không rời, làm bạn bền chắc của tất cả chúng sanh. Những cái câu này là mình phải viết lại, mình cứ để đâu lâu lâu móc túi rồi mình coi, để một túi cũng được, không cần dán trán. Đúng không? Đó, để mình có thể là sưởi ấm được mình trong những cái lúc mà mình cảm thấy thật sự đơn độc với dòng đời này. Và cái thứ hai là gì? Mình cũng dám làm bậy. Nếu mình khởi cái tà tâm bị Phật thấy, đúng không? Mình khởi cái ác tâm Phật cũng thấy. Có nghĩa là cái đúng cái sai của mình đều được Phật thấy. Và cái thứ ba nữa là gì? Nếu mà được Phật biết thì mình rất là cái gì? Rất là phấn khích. Tại vì mình làm điều tốt sẽ có người lớn chứng minh là mình thích lắm. Nhớ không? Đúng không? Giống bây giờ mà quý Phật tử mà gặp nguyên một cái đám đông ha. Cũng đông tăng ni, nhưng mà trong đó có mấy vị hòa thượng chứng minh là những cái vị mà đạo cao đức trọng, trời ơi, được lại mà gần gũi đảnh lễ, rồi được cúng dường, cái được quý vị so đầu cái mình hạnh phúc với mấy, đúng không? Thì bây giờ nếu mình tin lúc nào cũng có Phật thì tâm mình luôn nghĩ lành, luôn nghĩ tốt, lúc nào cũng có Đức Phật chứng minh so đầu mình đó, thì vậy là rất là ấm cúng. Cho nên chúng ta làm việc thiện, dù là một ý nghĩ thiện của mình giữa cái đêm đen, Đức Phật cũng thấy, cũng biết.
Và cái niệm xấu ác của chúng ta cũng vậy, cũng Đức Phật thấy, Đức Phật biết. Đừng có, không có cần theo cái kiểu thế gian là có hai bên vai giáp để cân chuyện đúng sai theo cái kiểu của thế gian. Chúng ta học Phật rồi, chúng ta tin một cái điều chắc thật là Đức Phật không rời chúng ta. Và ai đủ lòng tin này, như tôi nói lại là thiện căn rất lớn. Và cái chuyện tu chúng ta nhanh lắm. Khi quý vị đủ lòng tin này rồi á, là mình chỉ lo tu, mình không có cần cái chuyện khác nữa. Thật sự á, là lo tu không cần nghĩ tới cái chuyện cơm áo gạo tiền. Cái điều này là hồi xưa chúng ta đã từng nói, không cần lo chuyện này đâu. Chưa bao giờ có một người tu đạo Phật nào mà bị đói cả, không từng có. Đây là việc mà tôi dám nói, tu kiểu gì cũng không bao giờ đói. Chỉ nếu có tâm tu là cái phước báo sẽ có. Nếu chúng ta hành đúng cái pháp của Phật, dù chúng ta ở thâm sơn cùng cốc, vẫn có người tới để lo cho mình. Vì ở trong kinh Phật Tạng, Đức Phật nói là ta để lại cho nhân gian này 500 bạch hào. Mỗi một bạch hào đó giá trị bằng 10 cái cõi tam thiên đại thiên này lận. Mấy ngàn năm nay tôi cho là Phật tử tăng ni mình chỉ có là khoảng 10 tỷ người ăn đi để tu ăn á, để tu á, thì chưa được 1/1 tỷ lý thừa tỷ của một bạch hào của Đức Phật chưa có xài hết. Rồi nhiều lắm, nói về phước báo Đức Phật để lại trần gian này là cả mấy ngàn năm nay tăng ni và Phật tử chưa xài được 1/1 tỷ lý thừa tỷ của một bạch hào nữa, mà Đức Phật để lại nhân gian tới 500 cái bạch hào đó như vậy thì nhiều lắm. Chỉ có một cái là tăng ni mình chịu đặt để cái mình, cuộc đời của mình cho cái việc tu hay chưa thôi. Nên là ai mà đi tu mà sợ thiếu ăn, là sợ thiếu mặc, là sợ bị cái này, sợ bị cái kia, về thiếu đói, thì người đó chứng tỏ là gì? Không tin Phật. Không tin. Người tu mà sợ đói là người đó không tin Phật. Tu mà sợ thiếu là người đó không có tin Phật. Chứ chúng ta tu ngay cả cư sĩ tại gia, tôi chưa nói cái người xuất gia nha. Đang nói đây là nói tứ chúng, là đệ tử, là con Phật, thì có tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di có đủ không? Thì đó là đệ tử, là con Phật. Tức là Phật tử thì là đã là con Phật rồi. Nhưng mà tăng ni là cũng là thích tử thiền môn ha? Đức Phật là dòng họ thích, cho nên là tăng ni là thích tử thiền môn, cũng là con Phật nữa. Thì như vậy là cả tứ chúng này, nếu đã nói tới cái chuyện tu thì đừng bao giờ quan tâm tới cái chuyện vật chất. Phải nói một câu ngon lành như vậy. Đừng bao giờ sợ là mình bị thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở. Trừ trường hợp là chúng ta không tu, ai mà cảm giác bấp bênh và long đong trong đời sống này thì người đó không hành pháp của Đức Phật. Chứ một người mà hành đúng pháp Đức Phật rồi là không bao giờ có cái cảm giác, thứ nhất là bấp bênh, không có đời sống long đong. Có nghĩa là lúc nào mình cũng cảm giác mình yên ổn, lúc nào mình cũng cảm giác mình thanh tịnh, lúc nào mình cũng giác mình bình an. Tại vì thực sự khi chư Phật thấy biết với chúng ta là thấy biết bằng trí tuệ và bằng lòng từ. Thành ra cái sự bảo bọc, cái sự bảo hộ, cái sự gia trì, cái sự hộ niệm của Đức Phật là luôn luôn có với tất cả chúng sanh. Nói thì nói như vậy, nhưng mà vì muốn răn dạy chúng ta, phải dùng cái từ như vậy, mà cho chúng ta học những cái bài học. Mà bây giờ chúng ta bị cái chuyện nghịch thì chưa bao giờ là mình chắp tay mình lại Phật một lần. Có ai làm cái điều đó chưa? Ví dụ như mình rất là đau đớn, mình chắp tay mình lại Phật là con thật sự là tạ ơn Đức Phật. Lâu nay con nghe cái chuyện đau của mấy người kia, con cũng biết, con cũng thông cảm, và con chưa có thật đau một lần. Hay chứ bữa nay Đức Phật dạy cho con cái đau nó con xin đảnh lễ cảm ơn Phật, để con mới thật sự thông cảm với những người đau của con, với đồng loại của con. Và xin chư Phật, nếu ngon hay ăn ngon thì xin chư Phật là cho hết cái đau cho con, để bạn bè con đừng có đau cái đau này. Nếu mình ngon hơn, còn ngon vừa vừa thì xin đảnh lễ đủ rồi đúng không? Đó, tức là tất cả những cái thuận nghịch đến với mình mà mình một lần thành khẩn chắp tay để tri ân Đức Phật đi, thì đời này là chúng ta sạch khổ liền ngay tại chỗ đó, chứ không cần nói cái lúc khác nữa.
Nếu chúng ta có tu, không, tức là gì? Có nhân có quả là nhân quả đồng thời nè. Có tu là có kết quả liền. Trong cái đau mà chúng ta vẫn bình yên, đau mà vẫn an lạc, thì cái này là cái khó, nói người ta nghe người ta cười mình đúng không? Ai đau an lạc không? Không, Đức Phật cũng nói sanh lão bệnh tử mà. Như mình nói vậy có ngược không? Không, tại vì tôi quá tin Phật, tôi quá biết cái điều Đức Phật dạy tôi là cái gì. Cho nên tôi đang nếm cái mùi này là tôi đang học thọ, học một cái bài học xương máu của cuộc đời. Đây không phải mình thánh thức, mình cầu khẩn là chuyện khổ tới với mình, nhưng mà xảy ra cái chuyện nghịch lòng trái ý mà chúng ta đủ cái tâm này là khổ đau ngang đó cắt mất. Bệnh khổ là do cái gì? Do trí của chúng ta thấy không tới. Chính Phật cho nên mới nói là thế gian mới khổ, còn người không phải không ở thế gian không có khổ. Nếu như bây giờ chúng ta đau khổ mà cái tâm chúng ta đã vượt thoát thế gian, chúng ta trả ơn, chúng ta tri ân Đức Phật, có nghĩa là chúng ta đang vượt thoát, thì chúng ta không có còn là người thế gian nữa. Đức Phật nói bốn đế, tứ đế là khổ đế, đúng không? Là sanh lão bệnh tử, là cái nối khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, tử là khổ á, là với cái người thế gian không hiểu biết chân lý. Nhưng mà người hiểu biết chân lý thì không bao giờ có cái chuyện này. Khác nhau chứ. Cho nên các vị thánh tăng vẫn có những người có nghiệp bệnh, nhưng mà các vị vẫn bình an à. Ở trong thiền định mà thấy cơn đau xảy ra, bữa nào đau chân mà nhập thiền thử sẽ thấy điều này. Là mình thấy rất rõ ràng cái đau nha, không có nói chuyện biến mất cái đau là mình sai. Thấy cái đau của cái chân nó hiện ra từng lúc, nó nặng hơn, nó cứng hơn, nó căng hơn, nó tê hơn, nó nhức hơn, nó buốt hơn. Nó thấy hơn hơn hơn, thấy rõ ràng. Nhưng mà mình không khổ với cái này, tại vì mình đang trú ở cái tâm an lạc. Thiền định mà được tới đây chúng ta mới thấy siêu. Tức là đau, mỗi lần đau là mình sẽ thấy mình đau. Thì cái đau đó là gì? Cái đau đang bị mình thấy, chứ cái đau không phải là mình đừng có nhập thành cái đau, thì cái đau nó là cái bị mình thấy. Cho nên không phải mình chịu đau giỏi, không phải vậy, nhưng mà tôi thấy tôi đau. Cho nên cái đau là cái bị tôi thấy. Chứ còn tôi là người đang thấy. Chứ là người đang thấy này rất là an lạc. Nhưng mà cái đau là của cái thân này. Nếu như chúng ta công phu mà chúng ta tách ra được như vậy rồi, thì chuyện đau là nó cứ đau, có sao đâu. Và đây là một cái sự thật. Nếu chúng ta đủ sức công phu, cho nên bao nhiêu cái chuyện đau khổ trần gian được cũng vậy. Cái chuyện này nó tới với cái gì? Nó sẽ gây sự bức bách, sự đau khổ cho cái thân này. Cái thân này thôi, nhưng mà tại vì mình dự phần, mình là mình thành cái đau, tôi bị đau quá, thì mình gắng mình chịu chứ. Nhưng mà cái đau là bị tôi thấy, là nó là cái thằng ở ngoài xóm làng. Đúng không? Nó bị mình thấy rồi là nó không phải là mình. Và làm sao chúng ta công phu được cái này, thì bao nhiêu cái chuyện nghịch cảnh của trần gian xảy ra, chúng ta cũng thấy nó y như vậy. Và thậm chí tới một cái ngày mà chúng ta bỏ cái thân này, thì chúng ta thấy rằng cái thân này không còn dùng xài được nữa. Chứ không phải chết, không còn dùng xài được nữa thôi, chứ không phải chết. Tức là không phải xài cái thân này nữa, thì mình xài cái thân khác. Cái chuyện sanh tử nó trở thành rất đơn giản. Đúng không? Nhưng mà mình già rồi, cái mình sắp chết, cứ mình không à, mình không có rời cái này, thì cho nên mình bị nhập cuộc, và nhập cuộc thì đau khổ. Muốn thoát ra đâu có khó đâu. Nhưng mà lơ mơ công phu cả đời thoát ra không có được. Cho nên là một lần mà chúng ta thoát ra là chúng ta thấy rất là hay.